Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh review của Gia Bảo Luxury. Thì hôm nay tôi muốn giới thiệu cho các bạn một chiếc đồng hồ tới từ một thương hiệu cực kỳ quen thuộc. Đó chính là International Watch Company. Nhưng mà có lẽ nhiều người biết đến với cái tên viết tắt là IWC hơn. Chiếc đồng hồ này có tên chính xác là IWC Portofino Handwound 8 Day. Cái tên này thì cực kỳ dễ hiểu. IWC là tên thương hiệu rồi, Portofino là tên bộ sưu tập, Handwound là chỉ cái chiếc đồng hồ này chỉ lên dây cót bằng tay, S đây là thời lượng cót 8 ngày. Vâng, trước hết thì chúng ta sẽ đi đến bộ vỏ đồng hồ. Bộ vỏ đồng hồ có đường kính 45mm, khá lớn, được làm từ vàng hồng 18K. Và về độ dày, nhìn qua thì chiếc đồng hồ này có vẻ khá là dày, nhưng mà thực sự thì độ dày trên giấy tờ của nó chỉ là 12mm của thôi. Nhưng mà tại sao 12mm nó lại dày như thế này? Đơn giản bởi vì thiết kế của IWC không có những cái đường vát cạnh, vát chéo ở mặt sau hay ở vành bezel như thế này, nên sẽ làm cho chiếc đồng hồ cảm giác khá là dày, nhưng mà thực tế thì nó cũng không dày lắm. Mặt kính thì còn thiết kế lồi thêm một chút nữa, lại càng làm cho mọi người cảm giác là chiếc đồng hồ này rất là dày. May sao là cái thiết kế khá là dày này, nhưng mà cái càng nối dây nó lại được thiết kế cong thẳng xuống, và dây đeo thì có thể gập thẳng xuống như thế này. Cái thiết kế này thì lấy cảm hứng từ những cái chiếc đồng hồ đeo tay đầu tiên được cải tiến từ đồng hồ bỏ túi. Và những cái đồng hồ bỏ túi từ thời năm 1900 thì nó cực kỳ lớn. Tất nhiên là họ phải thiết kế càng nối dây ngắn và cong thẳng xuống để người ta có thể dễ dàng mà cải tiến từ một cái đồng hồ bỏ túi thành cái đồng hồ đeo tay. Đúng chỉnh giờ thì được đặt ở góc 3 giờ đi theo tông trung, và chiếc đồng hồ này có kích thước rất là lớn, được khắc khía và trên này được dập nổi logo của thương hiệu. Còn bộ dây da của đồng hồ thì có màu nâu. Nếu các bạn để ý thì cái này sẽ không phải là màu nâu hoàn toàn, mà nó lại có một chút đen ở những cái đường vân ở đây. Những cái đường vân này thì sẽ có màu đen và chuyển sắc ra nâu ở giữa. Đây là một dây da khá đặc biệt và được đặt hàng riêng. Rồi tiếp đến là bộ khóa của đồng hồ. Thì các bạn thấy bộ khóa cài thì khá là đơn giản và có kích thước rất là lớn, cũng theo thiết kế của đồng hồ từ những cái mẫu đồng hồ đầu tiên, đồng hồ đeo tay đầu tiên, có kích thước khá là lớn và đồ sộ. Và khóa thì cũng được làm từ vàng hồng giống như trên vỏ đồng hồ và có khắc tên thương hiệu IWC ở đây. Đối lập với bộ vỏ được đánh bóng toàn bộ thì mặt số được thiết kế một cách khá là đơn giản, với mặt số sần và tránh để phản chiếu quá nhiều ánh sáng. Những mốc giờ được thiết kế dạng stick và được đính trên mặt số, nhưng có riêng mốc 12 giờ thì sử dụng số La Mã. Ở góc 6 giờ chúng ta có một mặt số phụ chỉ dây sử dụng kim leaf, và tất cả những cái kim giờ này, kim phút này, hay là kim chỉ thời lượng cót trên này thì cũng đều sử dụng kim leaf và được chế tác bằng vàng hồng. Mặt số phụ góc 6 giờ chúng ta có thể thấy những vân tròn đồng tâm. Bên trong thì vẫn là mặt số sần bình thường, tạo một cái điểm nhấn khá hay. Bên ngoài có một viền màu vàng nữa. Trên mặt số đồng hồ thì chúng ta có thể thấy rõ hai cái chỉ thị, là chỉ thị ngày và thời lượng cót. Chỉ thị ngày được thiết kế dạng big date, có kích thước khá lớn và sử dụng hai số để chỉ, một số chỉ hàng đơn vị, một số chỉ hàng chục. Ở góc 9 giờ chúng ta có thời lượng cót, và đặc biệt như tôi đã nói lúc đầu ấy, thì thời lượng cót của chiếc đồng hồ này lên tới 8 ngày. Nhưng mà thực sự thì nó không phải là 8 ngày đâu. Thực sự thì chiếc đồng hồ này còn nếu mà lên dây cót đầy đủ có thể hoạt động lên tới 9 ngày. Nhưng mà IWC đã giới hạn lại chỉ còn 8 ngày thôi. Bởi vì sao? Khi bạn lên dây cót đầy thì dây cót sẽ có lực giãn rất là mạnh, đúng không? Dây cót càng căng thì lực giãn càng mạnh. Nhưng càng về sau, càng về đến cuối thì dây cót sẽ thời giãn càng ngày càng yếu dần đi. Và đến cái lúc mà cuối cùng thì nó sẽ hết năng lượng. Cái lúc mà gần hết năng lượng thì dây cót sẽ có lực rất là yếu và làm cho cái bánh xe cân bằng ở đằng sau hoạt động nó không được đều đặn đúng với tần số như mong muốn nữa. Thì IWC đã giới hạn cái thời lượng cót lại còn 8 ngày để chiếc đồng hồ có thể hoạt động chính xác hơn. Vâng, và tiếp đến thì chúng ta sẽ cùng quan sát bộ máy của chiếc đồng hồ này. Chiếc đồng hồ IWC này sử dụng bộ máy 59210
mà có kích thước khá là lớn như các bạn thấy đây này. Đặc biệt nhất, nổi bật ở giữa đó chính là một hộp cót. Hộp cót có kích thước khá là lớn. Và tất nhiên với cái thời lượng cót lớn như vậy thì hộp cót cũng phải tương xứng với cả cái thời lượng cót. Bộ máy này sở hữu 30 chân kính và hoạt động với tần số 28.800 nhịp mỗi giờ. Nếu Patek có chứng chỉ chất lượng là con dấu Patek Omega thì có Master Chronometer, Rolex thì có Superlative Chronometer, Analysis chúng ta có Robust Scaphosia. Đây là một từ tiếng Latin nên là tôi cũng không biết cách phát âm nó một cách là chính xác đâu. Nhưng mà tôi sẽ tạm dịch là Robust có nghĩa là niềm tự hào, và Scaphosia đó chính là tên của thành phố Schaffhausen, nơi thành lập nên thương hiệu IWC. Và dịch cái câu này thì có nghĩa là niềm tự hào của Schaffhausen. Bộ máy này thì được hoàn thiện khá là cổ điển với những đường vân sọc, có test de Genève ở đây. Không, khung máy có thể nhìn qua phía dưới cái phần bánh xe cân bằng này là được hoàn thiện với những đường vân xoáy tròn. Và tôi cũng đặc biệt là thích cái đường cắt này, đường cắt hình tròn, tạo nên hình tròn ở đây. Về tính năng, về kỹ thuật thì nó cũng không có cái gì đâu, nhưng mà nó chỉ là một cái hình thức trang trí cho bộ máy và giúp cho đẹp hơn. Và tôi khá thích chi tiết này. Vâng, thì bây giờ tôi sẽ chỉnh giờ của chiếc đồng hồ này. Thì cũng như khá nhiều chiếc đồng hồ khác, chiếc đồng hồ này có 3 mức để chỉnh giờ. Thứ nhất, mức đầu tiên đây, thì để bạn cót, bạn lên trên này này. Rút ra một chút để chỉnh ngày, để lấy ngày ở trên. Đó, nhảy ngày. Và rút ra mức cuối cùng là để chỉnh giờ. Vâng, cái này dễ. Nhưng mà tôi có một điểm cần lưu ý với các bạn, đó chính là khi sắp đổi qua một ngày mới. Như cái chiếc Harry Winston trước đây tôi giới thiệu, hay là chiếc Epizone, thì nó sẽ nhảy ngay lập tức vào lúc 12 giờ đúng không? Nhưng mà chiếc này thì sẽ không như thế. Đây các bạn để thấy, đến tầm 11 rưỡi thì cái đĩa lịch ngày nó lại bị lệch một chút, và qua 12 giờ thì nó lại về chính xác. Trong lúc đĩa lịch này nó bị lệch thì các bạn không nên chỉnh ngày, bởi vì khi cố gắng chỉnh ngày trong cái lúc đó thì nó sẽ có thể làm gãy cái bánh răng lịch ngày, và cái tính năng lịch ngày nó sẽ bị hư hại hoàn toàn. Đó là một lưu ý mà các bạn nên nhớ. Vâng, bây giờ tôi sẽ thử lên tay chiếc đồng hồ này. Đây tôi chỉ ướm vào thôi. Các bạn có thể thấy là cái kích thước 45mm thì nó quá khổ so với cổ tay của tôi. Phần mặt số thì chiếm gần hết cái bản rộng của tay rồi. Nhưng may thay là cái càng nối dây thì nó lại không quá dài và nó lại thiết kế cong xuống, nên là cái dây thì nó vẫn ôm được vào tay. Nhưng mà tất nhiên là về mặt hình thức thì nhìn thì sẽ không ổn một chút nào, bởi vì cái tay tôi này không đủ lớn so với cái chiếc đồng hồ này. Bên cạnh đó thì về độ dày trông cũng khá là đồ sộ, mà có lẽ là cổ tay tôi thì không hợp, thực sự là không hợp đeo chiếc đồng hồ này. Nhưng tất nhiên là đó chỉ là sở thích cá nhân của tôi thôi. Có những người thì người ta lại thích đeo đồng hồ có kích thước lớn, và chúng ta thì cũng không thể áp đặt được ai. Nếu mà bạn thích đeo đồng hồ kích thước lớn thì bạn hoàn toàn thể đeo chiếc đồng hồ này. Và nếu mà bạn người cổ tay lớn khoảng tầm 17-18cm, chiếc đồng hồ này hoàn toàn phù hợp. Chiếc IWC Portofino Handwound S-Day hiện đang được bán với mức giá chính hãng là 22.800 đô. Và để biết thêm chi tiết về chiếc đồng hồ này, các bạn có thể đến gia bảo luxury.com để tìm hiểu thêm. Xin chào và hẹn gặp lại.